về vật thể cái tâm tây nguyên tồn một câu cái tinh dân tộc tây nguyên tồn chẳng tại sao cái này đành pháp trước mà lại em bạn không công nhận là con gái bà cổ quan trọng của bà cổ cái là bài hát chào mà cái bài gì bài hát nghe con gái bà cổ là quan trọng của bà cổ không biết con gái bà cổ mà mừng tây nguyên thì là có vi á chào má mừng hè vi con gái bà cổ quan trọng của bà cổ cái tây nguyên đồng tay sao đánh pháp là về đây đi trước rồi mà lại bạn không thấy cái tìm phần mới lên mình nó hè cái đấy nó ai mà cháu anh nào ai đâu cứ mấy tôm trùng á ấy tôm á ăn tinh ba tinh công ty anh nhà thú chiên hè là có biết mắc vượt cứ nằm trong một ở trên đậu rồi có đôi địa phương là do mà duy nhất là con loạn nhiệt còn chưa trả ngàn nào cả cứ báo cáo thần tinh tê năm đồng thì lất nhà chồng thì giảm lất tôi duẩn chặt trên báo cáo mà trên luôn liền tôi duẩn chặt cái chồng thì cứ trên luôn liền cái bạc nó và cái tôm nó bật gộp mà cái tôm mà cứ bật mà hè rồi cái tôm nó họ chui chào cái chồng mà cô ấy chỉ cô bây giờ mới nặng rồi chị chạy cô bây giờ mới nặng anh kẹt cái tôm cái gì cái tôm mà yên nuôi quanh kẹt này tôi việc nọc gộp nọc thì không có tôi bay cho nó là muốn đi một cái tôm cứ đã tôm ở mày kìa thứ hai năm tổng có thiệt này ăn phần nọc là cháu mà là bọn mày nó phục hay là bọn năng cái tôm chẳng là cháu lên kìa phần nọc lất tôi mà mò